những bước chân len lỏi xuyên qua cánh rừng, đường mòn, con suối nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm bảo vệ rừng. Những chiếc bẫy như thế này không còn lạ với lực lượng làm nhiệm vụ. Địa hình Phú Quốc có đồi núi, đồng bằng, biển và dân cư sống đan xen với rừng, nên bảo vệ rừng gặp không ít khó khăn. Thì mình xem thứ nhất là trên cái đường mình đi có thể là người ta bẻ cái nhánh cây, người ta bẻ xuống để cho nó làm dấu để người ta đi á. Thứ hai nữa là dấu chân. Rồi thứ ba nữa là người ta có thể là đi ngang người ta vạc cái nhánh cây như thế này hay kia thì mình dựa trên cái cơ sở phát hiện là có người vào rừng. Từ năm 2023 đến nay, đơn vị đã tổ chức truy quét gần 5.000 cuộc và phát hiện lập biên bản kiểm tra giao các cơ quan chức năng xử lý 167 vụ vi phạm, xử lý hành chính với tổng số tiền phạt gần 300 triệu đồng. Hiện vườn quốc gia Phú Quốc có 18 đội quản lý bảo vệ rừng và sẽ luân phiên tuần tra khép kín địa bàn. Các đối tượng làm thường xuyên là những cái ngày nghỉ rồi ban đêm đó, những cái giờ mà coi như các cái cơ quan khác thì hành chính đã nghỉ tự nhiên làm, thì do đó thì mình rất là khó cái phối hợp chưa được kịp thời. Vườn quốc gia Phú Quốc được UNESCO công nhận là nơi dự trữ sinh quyển của thế giới vào năm 2006. Đây là tiền đề, động lực để nơi đây triển khai chiến lược phát triển du lịch sinh thái bền vững.